này có chim hay sao. Đây mình xuống chỗ này mình quay cho mọi người xem. À đâu một đứa con không ạ? Gà. Gà. Đấy. Mắt nó đỏ này. Hôm nay thì vẫn ăn rau dớn mọi người ạ. Đây, rau dớn với lại băm bi chuối. Chào thịt chim mọi người. Đấy. Một con nhìn nhỏ nhỏ ấy thôi nhưng mà đây cũng có một cái này anh em. Đây này, những cái rào cắm này không được này. Đây, những cái khe này là con gà nó rất hay đi. Ở chỗ này thì bây giờ rất là thấp luôn. Mình toàn phải cúi thì mới đi được thôi. Thôi mình sẽ đi đến xem một cái nữa nhá. Còn cái này thì nó không được rồi. Thôi mình lại quay. Đây này mọi người. Ở đây cũng có một cái nhá. Nhưng mà cái này thì không được. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới kia. Các anh ấy đang ở dưới rồi. Hôm qua mình có đánh một cái đây. Thôi mình sẽ đi xuống dưới nhá. Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay mình mới lại đạt cùng một anh nữa là đi thăm cạm đây mọi người. Hôm qua mình thì có đi đặt. Thì đến đây ở khu này mình đánh rất là nhiều. Hôm nay hôm qua là những cái chỗ bướu gầy này là người ta bới nhiều này. Đến cái cạm đầu tiên này. Đi xem. Đâu? À đâu một đứa con không ạ? Gà. Đấy. Mắt nó đỏ này. Con này mọi người xem. Con này chắc có hai lạng. Rồi, để gỡ đi. Trên này còn không anh? Chỗ này như có cái phải không? Không đâu, hơi thẳng trên. Như thẳng trên. Được lông cánh như vậy. Cái này con gà. Ôi, cụt cái chân. Có phải bỏ lông nó đi không? Đây này. Các bạn nếu mà đi rừng mà thấy người ta cắm những cái chỗ như này thì nên tránh xa để ý. Đây mình sẽ anh ấy này sẽ dường lại cạm là ở đây. Khu này là có nhiều gà. Đâu, tôi quay cái này. Nó tròn như là to hơn con chim cút mọi người. Cụt chân. Cụt lên một chân. Đâu, đi lên trên này xem nữa. Để anh dừng lại đi. Qua đánh một cái gần đây nữa phải không? Ở chu này nó là có rất là nhiều gầy mọi người. Gầy mới lại chuối. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên trên cái cạm ở trên nhá. Đây lại có một cái nữa này anh em. Có một cây cắm ở đây để làm mốc này. Đây cái cạm nó đúng chỗ này. Nhìn nó không thấy một cái gì luôn, nó như cổ đất này. Đây là một cái hàng rào để chặn. Cho giả dụ con gà nó đi từ những cái khu này lên đó. Là chặn hết dưới này rồi. Đấy. Rồi cái này lại không được anh em nhá. Khu này đỉnh núi kia rồi mọi người. Có một con chim vào đây. Hôm nay thấy đỉnh núi nhưng mà bây giờ rất sương mù rất là dày này. Bây giờ mình không nhìn rõ được. Khu này có chim hay sao? Đây mình xuống chỗ này mình quay cho mọi người xem. Là đặt cái súng này không đấy? Yeah. Cái lán của mình là ở tít tít tầng dưới kia nhá. Đâu rồi nhỉ? Chỗ này không nhìn thấy nhưng nó ở tít sâu sâu tầng dưới nhỉ. Còn cái đỉnh núi ở đây nhưng mà bây giờ hiện nó đang bị sương mù này. Không nhìn rõ được. Còn ở dưới làng của mình là ở đằng hướng là bên kia. Ở đằng này cũng có nhưng bên mắc cây là không xem được. Còn bây giờ mình sẽ đi ra ngoài kia để xem chim nhá. Không thấy chim, à không, ở chỗ này không có chim. Ở dưới này rất nhiều băm bi, rất nhiều quả chuối rừng, quả kia sắp chín rồi. Thì những cái quả chín như này nó hay có sóc. Đó mình sẽ đi rình xem mà. Ở đâu có thì mình sẽ bật camera mình quay.
Trời sắp đổ cơn mưa rồi các bác ơi. Anh Quý với lại anh ấy đã đi đánh cạm về. Bây giờ mình về lán nhá. Đây mình sẽ nấu bữa trưa. Đây con gà này. Bữa trưa vẫn là món rau không thể quên được. Không được quên. Đó là món rau dớn mà. Này, đổ nước vào trước. Hôm nay thì vẫn ăn rau dớn mọi người. Đây, rau dớn với lại babi chuối. May còn có rau dớn thì không biết là ăn cái gì. Con này nó sắp cụt cả chân đi. Anh thấy xô. Tắm cái. Nhọc lắm. Chùi anh Quý vừa mới đi lên tận đỉnh núi rồi. Nhìn đánh cạn. Con này người tròn vo. Thôi anh cứ xách đi rồi. Tí nữa thấy không? Con này chắc là con nhỏ nhỏ anh nhỉ. Con của năm ngoái rồi, không phải con to hẳn. Con to hẳn, nó to lắm. To lắm á? Nó một cân không? Được một cân không? Không. Tầm 5 lạng. Con to nhất tầm 5 lạng. Con này chỉ tầm gần 3 lạng. Con này khoảng 3 lạng. Nhưng như cái nồi đổ đây em. Cái nồi bị thủ. Cái mít thủ ở đây này. Ở núi mà vẫn tiết kiệm nước các bác ạ. Có hai cái nồi thì thủng hết đây, các nhận đây. Đây thủng, cái nồi kia thủng ở giữa. Đạt thì đang đi ra đây làm cái gì ở ngoài này. Giờ sẽ đi rửa bát. Đạt đã đi rửa bát đây này. Đấy nhỉ. Đây cái có bi lúc nãy mình lấy ở cái buồng này này. Rất là gần luôn. Có cái cây này nó là cây dương xỉ nha mọi người. Cây đen đen này. Trời sắp mưa rồi, cái này cây dương xỉ này. Với cái ngọn ngọn bé bé này là giang. Rồi, mình sẽ đi về nấu cơm. Phơi bát. Trời này không nắng. Anh quay cái người nó xem nào. Nhìn ngược, tròn vo. Chào thịt chim mọi người. Đấy. Một con nhìn nhỏ nhỏ ấy thôi nhưng mà được rất là nhiều thịt. Nay đun bằng củi bây giờ không phải đun mấy. Hôm qua đun bằng nứa nó cứ bốc một tí nó lại ấy. Cái này nó cháy nhỏ rồi, cháy đều. Nó ủ được. Đây, cục củi. Đây là rau dớn với lại babi. Cái này không à, hơi nhiều nhá. Chương trình tiếp tục. Có lẽ không thể quên được. 4 ngày thì chắc phải đến 7 bữa rồi. Ở sáng ngồi đây trời quên. Cho thêm ạ. Cho thêm cả lá chanh như ớt nha mọi người. Nó cởi quần áo ra, người mặc lại. Nhặn. Nó nhặn, mình người khổ lại. Thêm một ít nữa. Còn hai lá. Mình nữa xào luôn mắm bi vào đây. Chặt mấy cây chuối làm ạ, thứ ấy rồi. Mấy lần. Ok, sắp được rồi. Đây là bát chè rừng anh em ạ. Trời nắng lên rồi. Bây giờ mình uống. Nhìn nó trong trong cái này thôi nhưng mà nó uống nó rất là hay này. Chát chát. Cái này là cái nước của mình nó cái không được nóng lắm. Mới lại vò cái lá này nó chưa nát. Cái này nó vẫn là có cái vị chưa ra, chưa nó chưa phai là được. Ngon lắm. Bảo đi quay cho mọi người cái cây này nhưng mà mình chưa quay được. Hẹn gặp lại mọi người ở cái video theo mình sẽ quay.
đỉnh núi này bắt đầu thấy nắng rồi đấy mọi người, có mặt trời rồi. Lúc nãy nó đen xì rồi, bây giờ đỡ rồi. Mây ở đây nhìn mây rất là nhanh, khô vàng rồi mọi người. Đây có mộc nhĩ này hái được này, nhưng mà nó bị khô rồi, nay mình chưa ngâm nước được. Nếu mà ngâm nước được là nó nở ra là được đấy nhờ. Để tối bọn anh Quý thảo thịt xong. Tối anh Quý nấu gì nấu. Cho xin cái lá. Cho xin cái lá chanh. Tỏ đã được đâu. Lửa cháy lên rồi. Làm lúc nữa là được. Quá nhiều rau. Nhưng mà thế này mà 5 người ăn hết. Tưới tí nước vào. Này hết mất đóm. Hết mất đuốc. Tí nữa nó khác ra nước. Phải đun lâu thì mới ra được nước. Này đợt này lái nguyên hái nguyên búp rồi mọi người. Nguyên cái búp mà không. Không có cái lá to nhiều. Rồi, mời mọi người ăn cơm nha. Anh em đã về đông đủ. Thịt gà này. Rau dớn này, rau nấu canh này. Đó là những món đặc sản của núi rừng. Mời mọi người ăn cơm nhá. Tất cả anh em ăn cơm nhá. Này phải làm tải không? Này mình sẽ ăn bữa cơm chua. Đây là gan gà sỏ nhá. Bữa cơm hôm nay mình sẽ ăn xong và chiều nay mình sẽ đi về dưới nhà để sạc pin những cái đồ điện tử. Bây giờ nó hết pin rồi. Mình về mình làm video xong rồi. Ngày mai mình sẽ mấy hôm nữa mình sẽ lên thăm cạn sau nhá. Ném đi. Đấy cho vào ơi. Cho mấy hạt thôi. Tiêu à. Nó rồi qua đẹp. Ở trong cái bát ớt em gắp vào ấy. Mình tưởng nước bạc và chăm ấy. Đúng đúng vào cái mề. Ôi rau này đỡ thế. Đỡ chát thế. Nay may còn được một con không. Béo được. Dạ ăn rau. Chín này vẫn còn chạy. Còn cái đầu lâu nữa. Cái chùa hay phết nhỉ. Chùa hay lắm, nắm mình làm. Hay không? Em thấy hiếm phết đấy nhá. Ở đây lại mầm lại bé này mà. To ấy, mầm to lắm. Có cái bằng ngón chân cái này nó mầm này. Mầm đấy lá ngoài kia nó nhiều nhỉ. Bên dưới ào thôi. Cái khe ở bên dưới. Nó vào nước nó tốt. Nó không cứ. Cả cái mầm nọ mình hái ở tận cái đỉnh. Tận đỉnh thì thôi. Cái này mầm đấy kia đấy. Nhưng cũng mầm nhỏ ấy, không ăn thua. Lấy làm rồi, lấy cái này. Nó ra hồng hồng mà. Nước nó ra đỏ đỏ rồi. Muốn chua ăn cái này mà chua nghe. Thế mày nọ cứ tìm chất chua. Cái này trước làm măng toàn lấy về nộm. Làm nộm đó. Ông định lấy về. Chuối này này ông cũng phớt tầm này này. Tầm ông Điếu này là ông bổ. Bổ dọc ra đây để lấy nguyên nõn cho tối hôm qua ấy. Ông về ông làm ăn ngon lắm. Hôm nào mình phát nó ngắn ngắn như gì à? Không mình lấy những cái cục kia về. Lên lấy thêm cả gạo. Dạ, bập sao gốc không leo lên cái mầm kia, mình lấy những cái mầm mầm kia về nấu ăn được. Làm nộm ăn ngon. À. Nộm thế này không? Ừ. Phát nó sát sát vào nó nhòi lên xong mình cắt thôi. Mấy hôm lại được cắt lần. Chả phải bù.
Nhưng mà mình phớt qua này ăn nó không ấy, không ngon đấy. Ngon. Bò máy ngon. Đi lên nằm đoạn chưa thì mai không thấy đâu. Rồi. Cũng khá lâu rồi. Mình xin kết thúc video đây nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Chào tất cả mọi người nhá.